Các bạn đang nghe truyện vi phụ chỉ muốn lẳng lặng nhìn xe mươi trường sinh rồi trên kênh TV Audio CV. Chương 494, Bảy Luân Thần Cơ Hợp Nhất, Hổ Nguyên Nhất Côn Đánh Gục Đại Tông Sư, 2 Khí đạt ba thước, cương phá ba trượng, ấy mới là Đại Tông Sư, Thần Cương Đại Tông Sư. Tuy rằng tiết độc phu chỉ mới bước vào cảnh giới Đại Tông Sư, chỉ là Đại Tông Sư yếu nhất, nhưng tuyệt học võ công bản thân hắn nắm giữ tất nhiên là được thôi động đến hóa cảnh, bắt đầu tu hành tuyệt học võ thánh thậm chí đối với những tuyệt học dưới phẩm chất võ thánh hắn đều có lý giải của riêng mình có thể tự mình phân tích võ học tồn tại như thế trước khi thần tính chi đạo chưa từng phát triển đã đứng sừng sững ở đỉnh phong võ lâm giang hồ là cao thủ nhất lưu chân chính thậm chí cường giả đỉnh phong trong số các đại tông sư kẻ đứng đầu khai tam hoa trước khi thần tính chi đạo chưa từng thịnh hành đã là võ thánh đương thời tiết độc phu ở cảnh giới đại tông sư chỉ thuộc về mạc lưu mới bước vào đại cảnh giới này nhưng trong lòng cũng có vài phần tự tin cùng ngạo mạn, nếu là ở đạo thành, thần đô cùng biên thành cao thủ như mây, hắn còn có thể khiêm tốn một chút. Nhưng ở Kim Quang phủ thành, một phủ chi địa nho nhỏ, kẻ nào dám giết hắn, đường đường là một vị đại tông sư. Ý chí võ đạo cường đại, giống như khí thiên nhiên bị đốt cháy, bộc phát ra hỏa diễm mạnh mẽ, trùng tiếp bốn phía, ầm ầm ầm, hung hăng va và đập vào vách tường vô hình, giống như bức tường vô hình do thiên địa tạo nên, tiết độc phu mặt mũi giữ tợn cương cân thiết cốt không ngừng nâng cao tay áo vỡ vụn lộ ra màn da cơ bắp như thép bị xoắn lại sài đao thần binh chợt phát sinh biến hóa hóa thành nhiễn nguyệt đao thế đại lực trầm ánh sáng sắc bén của thần binh lưu chuyển trên thân đao một tay nắm chặt tiết độc phu ánh mắt rực cháy ngươi không ra lão phu liền tự mình ra tay hoành lời nói vừa dứt âm thanh còn chưa tiêu tán mặt đất dưới chân tiết độc phu đột nhiên lõm xuống sụp đổ vô số dòng nước nổ tung sóng trắng cuồn cuộn lúc nào cũng có thể bắn ra như đạn, tiết độc phu lập tức xông về phía bức tường cao được tạo nên bởi bàn cờ thiên địa. Một đao hung hãn bổ ra, Lý Triệt đeo mặt nạ trâu, đứng lặng trong tường cao, hắc bào phần phật. Mi tâm mặt nạ nứt ra, lộ ra một con mắt lóe lên kim quang, chính là thần thông trích tinh đồng, phối hợp cùng bàn cờ thiên địa, trực tiếp khiến cho bàn cờ thiên địa hiện ra giữa thiên địa, ngăn cách các phương dò xét cùng với cảm giác. Hình thành nơi tuyệt hảo giết người diệt khẩu khí huyết đột nhiên chuyển động, toàn thân Lý Triệt rung rẩy keo vang, thân thể bành trướng, cao tới 2 mét 5 bờ lưng tam giác ngược, vô số cơ bắp như thép gân sắt chồng chất lên nhau, tựa như quỷ diện, không hóa thân thành thần hầu để giết tiết độc phu. Bởi vì, không cần thiết. Hôm nay sát cơ trong lòng Lý Triệt cực kỳ mãnh liệt, nhất định phải giết tiết độc phu, liền không cần phải đổi thân phận. Trực tiếp dùng thân phận ngưu ma mạnh mẽ giết hắn là được. Năm ngón tay nắm chặt thần binh thuộc về vị thất nguyên thần tiễn thủ Văn Long Sơn kia, xích viêm lưu hỏa toái tinh thần cung lập tức rơi vào trong tay hắn. Xương sống như nộ long gầm thét, chỉ cần vạn vẹo một cái là có long tượng chi lực bộc phát. Tựa như chân long cùng cự tượng đang nổi lên, dây cung rung động lắc lư, giống như tiếng sấm nổ vang, mũi tên trên cung, vậy mà bốc cháy lên, có lưu hỏa cuốn quanh, giống như một mảnh đỏ đậm được rèn dũa, suy suy suy, nhiệt khí cuồn cuộn, vạn vẹo không khí, ngưu ma dương cung, Thất Nguyên Xích Viêm Lưu Hỏa Toái Tinh Cung bị kéo căng thành trăng tròn, việc học tiễn thuật có được từ Văn Long Sơn được thi triển đến mức tận cùng. Thần tiễn thuật, tuy rằng chưa đạt đến hóa cảnh, nhưng đã đạt đến cấp bậc đại sư, chân ý hóa thành chân hình, giống như thật sự có vô số xích viêm lưu hỏa hiện ra xung quanh, mà môn thần tiễn thuật này không chỉ là võ học, càng là một môn võ học thần tính, trích tinh đồng ở mi tâm, nê hoàng cung tỏa ra kim quang rực rỡ. Sau một khắc, ngõ lạc hoa, bên trong tiểu viện của xưởng chế tác độc lập. Rất nhiều phân thân họa trung tiên đang dưỡng tính quan sát thần tượng, nhao nhao nổ tung, hóa thành mực mù nồng đậm, sau lưng ngưu ma khôi ngô như núi cao, đỏ đậm như bàn ủi, lò luyện gầm thét, thân thể long tượng tề minh, mái tóc nhuộm màu vàng kim, buông xuống bên hông điên cuồng bay múa, trong nháy mắt, tựa như trăng sáng trên biển cả, một vòng, hai vòng, ba vòng, sáu vòng, bảy vòng, liên tục bảy vòng thần cơ, giống như khổng tước xòe đuôi, nở rộ sau lưng ngưu ma như bảy vần thái dương chói. Lọi, thần cơ mài mài rực rỡ chói mắt, bắn ra muôn ngàn hào quang, bảy loại thần tính lần lượt được dẫn ra từ bên trong thần cơ, dung hợp vào mũi tên đỏ đậm kia, bảy loại lưu quang đang xen cuốn quanh, nở rộ thành cầu vòng bảy màu, một mũi tên này, một mũi tên được thúc đẩy bởi bảy vòng thần cơ, suy suy suy, giờ khắc này, không khí phía trên mũi tên như vỡ vụn, không chịu nổi gánh nặng, năm ngón tay buông lỏng, quanh. Giống như tiếng động cơ máy bay ném bom gầm rú nổ vang, như một tiếng sấm sét nổ vang trên bầu trời, mũi tên từ trong tay ngưu ma bắn ra, vô số tia lửa giống như tinh hỏa nhảy nhót, mà trong nháy mắt mũi tên bắn ra. Âm thanh còn đang nổ vang, tiết độc phu bị bàn cờ thiên địa bao phủ, vừa vặn bổ một đao vào vách tường phong ấn của bàn cờ thiên địa, cương khí cùng kình lực toàn thân đều bộc phát đúng lúc là thời khắc chân không sau khi bộc phát lực lượng, thời cơ bắn ra mũi tên này, thật sự quá mức tinh diệu, trong nháy mắt, thiên địa yên tĩnh, chỉ còn lại mũi tên màu cầu vòng bảy màu nhanh chóng bắn tới, một mũi tên này lông tơ tiết độc phu dựng đứng, quay đầu nhìn thẳng, ý chí võ đạo cường đại dồi dào, lập. Tức nhận ra mũi tên này đang lao đến, một mũi tên như vậy, thật là một mũi tên đáng sợ, bảy loại thần tính đang xen bên trong, lại còn mang theo long tượng chi lực được bộc phát ra bởi một vị tông sư tuyệt thế trời sinh thần lực, nhất định phải giết, tiết độc phu hét lớn, một cánh tay hoàn toàn được ngưng tụ từ thần cương ầm ầm nổ tung, vô số thần cương tàn sát bừa bãi, hóa thành lực lượng mà hắn có thể điều động trong nháy mắt này vô số thần cương ngân mang giao nhau, hội tụ thành một tấm trắng hình. Tròn, hung hăng chống đỡ mũi tên này, oanh. Giờ khắc này, cân cốt toàn thân tiết độc phu đều giãn ra, vô số gân xanh trên bề mặt cơ thể nổi lên, đột nhiên dơ tấm trắng thần cương lên, mà vào lúc này, xuyên qua tấm trắng thần cương, nhìn theo quỷ tích của mũi tên, cuối cùng tiết độc phu cũng nhìn thấy người muốn giết mình, hắn nhìn thấy một bóng người khôi ngô như núi, nhìn thấy chiếc mặt nạ trâu ngốc nghếch đáng yêu kia dưới màn mưa, ngu ma. Tiết độc phu chỉ kịp lóe lên ý nghĩ này trong đầu. Trong nháy mắt, mũi tên đã va chạm vào tấm chắn thần cương. Trong khoảnh khắc, áp lực từ cấp bậc thần tính khủng bố đến cực điểm khiến hắn có cảm giác không thở nổi. Bảy loại thần tính từ bảy thần cơ, lẫn nhau phóng thích đang xen hình thành một trường vực đặc thù khiến tiết độc phu mất đi sự khống chế đối với thần tính của bản thân, bảy loại thần tính. Vì sao lại có kẻ có thể đồng thời thi triển ra một mũi tên chứa bảy loại thần tính? uy lực của mũi tên này có thể sánh ngang với tuyệt học võ thánh tấm chắn thần cương vỡ vụn dù sao cũng chỉ là tấm chắn thần cương được ngưng tụ trong lúc vội vàng cũng không phải là đại bộ phận lực lượng thần cương của hắn bị người ta tính kế quả nhiên là bất lợi việc tấm chắn thần cương bị phá vỡ nằm trong dự liệu của tiết độc phu nhưng kinh nghiệm phong phú khiến tiết độc phu dịch chuyển thân thể trong nháy mắt tấm chắn thần cương vỡ vụn nhưng cũng chỉ có thể làm được như vậy hoành bả vai lập tức nổ tung cho dù là thân thể cường hãn của đại tông sư vào lúc này cũng bị nổ thành bột phấn lực trùng kích cường đại cùng bảy loại thần tính giống như độc xà đang xen cuốn lấy nhau theo mũi tên đâm vào vết thương và trong cơ thể hắn bảy loại thần tính căn bản không thể cùng tồn tại va chạm lẫn nhau các loại thần tính đánh thẳng vào đầu óc tiết độc phu như muốn quấy nhiễu tâm thần khiến tinh thần hắn hỗn loạn ý chí võ đạo kiên cố không thể phá vỡ của đại tông sư tiết độc phu vào lúc này lại có cảm giác bất ổn muốn tan rã thật là một mũi tên độc ác tiết độc phu ho ra một ngụm máu tươi một tay nắm chặt yển nguyệt đao nhanh chóng lùi về phía sau quả nhiên là ngưu ma kẻ được xưng là độc ác nhất trong ta ma địa phủ thế nhưng tiết độc phu vừa mới lui lại một cảm giác giống như núi cao từ trên trời cao vạn trượng ầm ầm rơi xuống tạo nên cơn lốc khủng bố đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn vào khoảnh khắc tiết độc phu trúng tên thân thể ngưu ma lay động sau đó thi triển võ công đạp vân tung đã đạt đến hóa cảnh hắn rơi xuống phía sau tiết độc phu tiếp cận vị đại tông sư này hoành một tiếng nổ vang lên hổ báo lôi âm bộc phát cánh tay đầy gân xanh giống như cầu lông của ngưu ma hung hăng đâm ra một thương trường thương xoay chuyển trong nháy mắt vô số tia sáng nở rộ tốc độ cực nhanh giống như bá vương vạn người đủ để nghiền nát cả chân không ánh mắt tiết độc phu ngưng tụ ý chí võ đạo đột nhiên ổn định sắc mặt trắng bệch hắn từ bỏ lực lượng thần tính lựa chọn áp chế bảy loại lực lượng thần tính quỷ dị độc ác trong cơ thể sau đó dùng lực lượng võ đạo thuần túy của đại tông sư để chống lại một thương giống như bá vương của ngưu ma bá vương toái cốt thương đây là võ học thượng thừa được lý triệt lĩnh ngộ và cải tiến giờ phút này đã đạt đến cấp bậc tông sư tuyệt học lý triệt hiện tại sau khi long tượng kim cương bước vào cấp độ level bốn sự hiểu biết và lĩnh ngộ về võ đạo đã vượt xa trước kia thậm chí có thể tự mình suy diễn và hoàn thiện võ học bộ từ ký toái cốt thương này đã được lý triệt hoàn thiện thành bá vương toái cốt thương trở thành tông sư tuyệt học lĩnh vực hóa cảnh, khí huyết, tinh thần, lực lượng, chân khí, tất cả đều hội tụ trong một thương này. Giống như bên bờ sông lớn, bá vương vung thương đâm tới, đánh ta ngàn quân vạn mã, sắc mặt tiết độc phu đỏ lên, huyệt thái dương phồng lên, đại tông sư cũng không phải kẻ tầm thường, năm ngón tay nắm chặt yển nguyệt đao, hung hăng chém xuống, yển nguyệt đao va chạm với trường thương, tạo nên tiếng vang động trời đất, đang gần sóng khủng bố khuếch tán giữa không trung, toàn bộ khu vực bị bàn cờ thiên địa bao phủ, mặt đất đá xanh bị lật tung, vô số vết nứt như mạng nhện xuất hiện, kinh lực cuồn cuộn không ngừng. Khí lưu, cạch xanh, đất cát, giọt mưa, thậm chí cả bụi bặm bay lên đều bị chấn động đến mức nổ tung, trong nháy mắt, nơi giao nhau giữa đau và thương. Mặt đất gần 10 trượng xung quanh bị lực lượng va chạm của hai người đánh sụp xuống, tạo thành một hố sâu hơn một thước, muốn giết ta, chỉ bằng chút bản lĩnh này, còn chưa đủ, cuồng phong gào thét, bả vai tiết độc phu bị xé rách một lỗ hổng lớn, vết thương giữ tận lan đến tận cổ bảy loại thần tính giống như mạng nhện bám vào xâm nhập phá hủy huyết nhục của hắn nhưng tiết độc phu trực tiếp từ bỏ lực lượng thần tính cấp nguyên tướng áp chế bảy loại lực lượng thần cơ của ngưu ma bảy loại thần cơ sánh ngang với nguyên tướng cả người tiết độc phu trông vô cùng chật vật tim hắn đập liên hồi cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ ngưu ma này còn đáng sợ hơn cả thần hầu thần hầu tuy tùy ý ngông cuồng nhưng những gì hắn thi triển đều là võ công quan minh lỗi lạc chỉ có lúc sờ càng không ngọc của hắn là có chút hèn hạ, nhưng ngưu ma thì khác, hắn cho người ta cảm giác âm hiểm độc ác, giống như bất cứ lúc nào có thể hạ độc, đánh lén, chiêu nào cũng muốn lấy mạng người khác. giao đấu với ngưu ma, tiết độc phu cảm nhận được mùi vị tử vong nồng nặc, vành tiết độc phu một tay sách đao lùi về phía sau, một đao này của hắn vậy mà lại bị ngưu ma đỡ được, thần lực trời sinh, lực đạo cơ thể thật đáng sợ, tiết độc phu kinh hãi muốn chết. Cơ thể cao lớn của Ngưu Ma đạt tới 2m5, quả thực mang đến cảm giác áp bách quá mạnh mẽ. Nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ trâu ngốc nghếch đáng yêu kia, trong lòng Tiết Độc Phu cảm thấy lạnh lẽo. Hắn muốn kéo dài khoảng cách, điều chỉnh hô hấp, sau đó một lần nữa tổ chức tấn công. Ngưu Ma đánh lén quá bất ngờ, khiến tiết tấu của hắn có chút hỗn loạn, chỉ cần ổn định lại, một lần nữa nắm bắt được tiết tấu của đại tông sư, Ngưu Ma nhất định không thể giết được hắn, thế nhưng lông tơ tiết độc phu dựng đứng, đồng tử co rút lại. Bởi vì sau khi ngư ma bá vương toái cốt thương bị yển nguyệt đao đánh bay, trường thương lại xẹt qua một đường công cực kỳ ưu mỹ trên không trung. Thoáng chốc, một hồi ông Minh rung động. Nương theo lấy hổ báo lôi âm, vô số côn ảnh, líp nha lít nhít đang xen mà ra. Tuyệt học võ thánh, hổ nguyên tề thiên côn, đây là đôi mắt tiết độc phu co rụt lại, sau một khắc, trong đan điền, dục thể đại đang điên cuồng nghiền ép xuống, khí huyết bàn bạc, trong nháy mắt từ trong lỗ chân lông của tiết độc phu phun ra, ầm, như mặt trời chói chang ầm ầm rơi xuống, biển mây bị đẩy ra trăm ngàn vạn dặm, mấy ngày trước tiết độc phu đánh một trận với thần hầu, không thể thi triển ra một kích toàn lực, vào giờ khắc này rốt cuộc đã hiện ra. Hắn biết, nếu không toàn lực ứng phó, một côn này của ngưu ma đánh xuống, hắn ta tất chết nghi ngờ, giờ phút này trong lòng tiết độc phu vô cùng kinh hãi môn côn thuật tuyệt học của võ thánh này, sao ngưu ma cũng biết. Chẳng phải đây là tuyệt học của thần hầu sao? Tâm tư chấn động, giống như bị búa tạ hung hăng đánh vào, không kịp đề phòng, hoàn toàn không kịp đề phòng, trong mắt tiết độc phu như muốn nứt ra, trận chiến này, quá uất ức, quá quỷ dị, nhục thể đại đang trong đang điền đại tông sư, trực tiếp bị nghiền ép, quanh. Trên yển nguyệt đao, tựa như có long ảnh đang xen tiết độc phu đang lui về phía sau bỗng chốc dừng bước trùng trùng điệp điệp dẫm đạp xuống. Phế tích dưới mặt đất lại lần nữa bị phá thành mảnh nhỏ, cuồng phong cuốn đi, trong phạm vi trăm trượng đều bị bụi mù bao phủ, kiển nguyệt đao vung lên đường cong, lóe ra hào quang sáng chói cực hạn, vung mạnh vũ điệu xuống, tựa như một con thanh long bổ ra hết thảy, đương, vô số côn ảnh va chạm với thanh long đao này, thanh thế kinh khủng, nổ bể ra, chân khí đáng sợ và cương khí tàn phá bừa bãi, đang xen cắt chém mặt đất, đông 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 mặt đất chấn động, vô số đá vụn hơi nhảy lên. Ngưu ma cầm hổ báo lôi âm thương, liên tục lui về phía sau mấy bước. Lý triệt dưới mặt nạ, khuôn mặt toát ra một vệt tiếc núi. Ngay cả như vậy cũng không thể giết chết sao, đại tông sư, quả là ngoan cường và cường đại, nhưng mà đủ rồi. Lần này Lý Triệt chưa sử dụng quân cờ thần tính của Hoàng Kim Thiên Vương mà đã có thể áp chế Tiết Độc Phu, ép hắn ta đến cực hạn, Tiết Độc Phu đã đến cực hạn. Nhưng Lý Triệt vẫn còn chưa toát hết thực lực, năm ngón tay nắm chặt thoáng chốc dưới mặt nạ ngưu ma hai con ngươi bộc phát ra kim quang chói lọi áo giáp màu vàng như từ bên ngoài thân thể khôi ngô như tháp của ngưu ma hiện lên bao trùm giáp vàng vang lên tựa như giáp trụ thật sự năm ngón tay nắm chặt trường côn từng bước một điểm xuống toàn bộ đại địa lại lần nữa lõm xuống sau mười thước lại lõm mười thước không ổn lông tơ tiết độc phu dựng đứng trái tim như bị hung hăng nắm chặt tên ngưu ma này thế mà cũng có thể vận dụng lực lượng thiên vương miếu thần tình huống của thiên vương này là sao ai cũng có thể dùng một chút hay sao? Quy áp kinh khủng, giống như lúc trước thần hầu kia bao trùm thiên vương thần tính lực. Muốn đè hắn, ngay cả động đậy cũng trở nên gian nan, lúc trước, hắn còn có tu vi thần tính cấp bậc nguyên tướng để chống cự. Nhưng lần này hắn không còn nữa, tu vi nguyên tướng thần tính của hắn, đã dùng hết để chống cự bảy loại thần tính giống như cởi dây thừng, chạy như điên của chó hoang, không còn thần tướng thần tính chống đỡ đối mặt với lực lượng thiên vương thần tính cấp bậc 6 ti cân xanh toàn thân tiết độc phu rung lên, tựa như lưới lít nha lít nhít, bao trùm mỗi một chỗ trên dưới toàn thân. Khuôn mặt của hắn đều nghẹn đến mức hóa thành màu xanh tím. Hắn ta trống giận liên tục. Ý chí võ đạo cường hãn một lần nữa dương lên, nhưng mà... Trong mơ hồ, hắn như nhìn thấy một vị thiên vương hoàng kim sáng chói, hướng hắn nhẹ nhàng chụp xuống một tòa tháp, bành, hai chân tiết độc phu uống lượng, hung hăng nện xuống mặt đất phế tích vô số đá vụn nổ tung sợi tóc tiết độc phu múa may điên cuồng thiên yển nguyệt đao trống giận muốn đứng lên ý chí võ đạo như mây bay lên muốn nâng tháp hoàng kim thiên vương lên bang 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 hoàng kim ngưu ma rốt cuộc đã động hổ báo lôi âm thương trong tay thắng chốc cuốn lên trùng điệp côn ảnh cuối cùng vô số côn ảnh đang vào hội tụ thành một côn sát chiêu tuyệt học võ thánh hổ nguyên nhất côn trường côn tựa như vượt qua thời gian cùng không gian xẹt qua đường công khủng bố cạt ra vạn khoảnh sóng khí cùng phong hung hăng nện xuống thiên linh cái của tiết độc phu tiết độc phu trống giận một tay giơ ngang yển nguyệt đao lên đỡ thế nhưng một côn kia lại giống như vượt qua thời gian và không gian trong nháy mắt ngưng trệ đôi mắt tiết độc phu co lại hắn nhìn hổ báo lôi âm xích kim côn tinh khủng kia xuyên qua yển nguyệt đao nện thẳng lên đỉnh đầu bành 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 không khí xung quanh tiết độc phu toàn bộ trong nháy mắt nổ tung bắt đầu từ thiên linh cái mỗi một tấc máu thịt toàn thân đều không chịu khống chế rung lên bần bật thiên địa yên tĩnh trở lại chỉ còn lại tiếng mưa sa cọ rửa mà xuống mang đến tiếng vang xào xạc hạt mưa rơi trên mặt đất bị khí cơ nóng rực sôi trào của hai người giao phong bốc hơi lên hóa thành bạch khí mông lung thiên địa bay lên tất cả như tĩnh lặng ngưu ma duy trì tư thế nện côn tiết độc phu duy trì tư thế chống đỡ côn và đau lại giống như thời không sai lệch tiết độc phu há miệng phun ra một mụn máu đen sền sệt. Tiếp theo, hai tròng mắt, mũi, hai tay của hắn đều chảy ra huyết dịch nóng bỏng tựa như nham thạch nóng chảy. Côn pháp hay thanh âm suy yếu của tiết độc phu nhẹ nhàng vang lên. Đáng hận, ta chỉ mới bước chân vào đại tông sư nếu ta là đại tông sư cảnh giới thiên nhân hợp nhất, giết ngươi chẳng khác gì giết gà. Tiết độc phu nhếch miệng cười. Bành. Còn chưa dứt lời. Cả cái đầu của Tiết Độc Phu giống như quả dưa hấu bị trọng lực đè ép, bị ngưu ma nắm thương rung lên, lại một lần nữa bị đánh trúng. "Gà cái đầu ngươi." Đầu của đại tông sư ầm ầm nổ tung. Sinh mệnh lực cường hãn đến cực điểm của đại tông sư cũng im bặt, chỉ có ý chí võ đạo cường hãn lưu lại trong khu vực bị thiên địa kỳ bàn phong tỏa, mới cho thấy nơi đây từng có một vị đại tông sư đến rồi đi. "Đương, hổ báo lôi âm thương vung lên." Lập tức hiển nguyệt đao kia hóa thành một thanh đao củi bị lý triệt thu vào trong không gian càng khôn nhìn cái đầu và thi thể không đầu của tiết độc phu bị đánh nổ lý triệt thản nhiên nói nếu ngươi nếu ngươi trên đời này làm gì có nhiều cái nếu như vậy đại tông sư cảnh giới thiên nhân hợp nhất ngươi có phải đâu dưới mặt nạ ngưu ma lý triệt chậm chậm thở ra một hơi dùng hết toàn lực con bài chưa lật cũng phải lật rốt cục cũng đánh chết được một vị đại tông sư kế hoạch liên hoàn từng vòng một, cuối cùng cũng âm chết được tiết độc phu. Chủ yếu vẫn là nhờ bảy đạo thần quan tiễn được thúc đẩy bởi thần tính của bảy vị thần trong thất luân thần cơ bắn ra, hoàn toàn hạn chế tu vi thần tính của tiết độc phu. Từ đó mới có thể mượn dùng lực lượng khủng bố do quân cờ thần tính của Hoàng Kim Thiên Vương bộc phát, mượn sát chiêu của võ thánh tuyệt học, ngang nhiên đánh chết tiết độc phu. Sau khi giết tiết độc phu, Lý Triệt không lập tức rời đi. Hắn nhìn chầm chầm thi thể tiết độc phu giơ tay lên điểm vào mi tâm trích tinh đồng đột nhiên xé mở huyết nhục mở ra thần thông sơ hình câu thần ầm ầm thoáng chốc thi thể tiết độc phu chấn động vô số thần tính từ trong thi thể hắn bay ra chậm rãi ngưng tụ thành hình dáng mờ ảo của hắn lúc còn sống chỉ là da thịt toàn thân đều ảm đạm hiện ra vẻ thê lương điều khiến lý triệt kinh ngạc là trong thần hồn bị câu ra của tiết độc phu vậy mà lại có cả một tia ý chí võ đạo được tôi luyện ý chí võ đạo chính là thần của đại tông sư lý triệt hai mắt sáng ngời khóe môi nhếch lên rất hài lòng thần thông sơ hình câu thần này lý triệt rất ít khi sử dụng bởi vì sau khi có phân thân họa trung tiên thần thông sơ hình này có vẻ hơi vô dụng dù sao thần tướng do câu thần triệu hồi khí tức không cách nào che giấu quá dễ dàng bại lộ hơn nữa thực lực so với lúc còn sống cũng kém xa lại không thể giống phân thân họa trung tiên, có thể giúp hắn tu luyện, phản hồi. Ngược lại còn cần hắn tiêu hao thần tính duy trì. Nhưng lúc này, một tôn đại tông sư thần tướng bị hắn triệu hồi ra, Lý Triệt mới phát hiện ra, hình như cũng được đấy chứ. Nếu như khi giao chiến, đột nhiên ném ra một đại tông sư có thể dọa đối phương sợ chết khiếp, câu thần dẫn dắt, vị đại tông sư thần tướng tiết độc phu này, lập tức bị thu vào thiên địa kỳ bàn. Nằm trên một vị trí ngôi sao trên bàn cờ những thần tướng bị câu trước đó đều bị lý triệt giải tán nhưng một tôn đại tông sư thần tướng ngược lại đáng để hắn dùng thần tính duy trì câu thần xong lý triệt năm ngón tay nắm chặt hổ báo lôi âm thương đâm vào trong cơ thể tiết độc phu cho dù đã chết thân thể của vị đại tông sư tiết độc phu này vẫn cứng cỏi như cũ da thịt cứng cỏi còn cứng hơn cả giáp của tinh binh dùng thương nhất thi thể tiết độc phu lên Lý Triệt đưa tay sờ lên mặt, mặt nạ ngưu ma biến mất, thay vào đó là mặt nạ thần hầu. Thân thể khôi ngô cũng lập tức co lại như quả bóng xì hơi, khôi phục vóc dáng cao lớn, trắng chắc cao 1m8. Hắc hắc phát thi thể tiết độc phu trên vai, Lý Triệt nhón mũi chân điểm nhẹ. Thoáng chốc, khí huyết bốc lên hừng hực. Nâng thân thể hắn bay lên, hóa thành một đạo huyết quang bay vút lên trời, giữa không trung, vang lên tiếng búng tay. Trong nháy mắt, khu vực bị thiên địa kỳ bàn bao phủ ầm ầm tiêu tán. Khí tức đại tông sư nồng đậm, khí huyết sôi trào như núi lửa phun trào, ý chí võ đạo cuồn cuộn cứng, cứng cỏi giống như món ăn ngon vừa được mở nắp, hương thơm bay ngập trời, ầm ầm trong kim quang phủ thành. Trong nháy mắt, rất nhiều thế lực lập tức cảm ứng được. Trấn miếu ti. Tạ kính đang ngồi trong phòng, đột nhiên ngẩng phát đầu, tách trà trong tay vỡ nát. Hai mắt trợn tròn, chuyện này, sao có thể? tạ kính hít sâu một hơi, khí huyết toàn thân sôi trào, trường đao bên hông phát ra tiếng ong ong. Phúc, hắn lập tức bay ra khỏi cửa sổ, đạp nát không khí, lao vút đi trong mưa gió, nhắm thẳng hướng khí tức vừa bùng phát. Bảo lâu bên vách đá, khâm thiên dám, dám chính hồ ánh nguyệt đang ngồi trên nóc nhà bác bảo lâu, vừa tắm mưa vừa kéo nhị hồ, đột nhiên mở to mắt. Tiếng đàn đột ngột dừng lại. A vô, làm ta giật mình. Giám chính biểu môi, cất cây đàn đi, sau đó nhón chân bay lên, vừa bay vừa kéo một khúc sầu thảm, hướng nơi phát ra ý chí võ đạo đầy phẫn nộ kia bay tới. Lục Diễm đã dẫn đường nhân đi thần điêu lĩnh, bằng không lúc này chắc chắn hắn cũng sẽ bị kinh động cùng lúc đó. Khí tức vừa bùng phát kia khiến cho tất cả các thế lực đều cảm ứng được. Rất nhiều tu sĩ thần tướng đều kinh hãi biến sắc. Cả phủ thành như vang lên tiếng khóc than, tiếng chuông vang vọng không dứt. Tần phủ địa không đang ở trong mật thất bỗng nhiên mở mắt, thần thức trung động. Ý chí võ đạo tiêu tán, là có một vị đại tông sư đã chết, kim quang phân tông, kim quang phong. Vương khổ vũ đang nói chuyện với Nam Ly Hỏa, cả người chấn động, sắc mặt kịch biến. Nam Ly Hỏa cũng cảm nhận được, hai người nhìn nhau, chuyện này, không thể nào. Sau một khắc, hai người lập tức bay đi, hướng phủ thành lao xuống phủ thành xảy ra chuyện lớn rồi đại tông sư tiết độc phu chết rồi phủ thành chủ một đóa huyết vân tung bay thần hầu ngồi xếp bằng trên mây trên vai vác hổ báo lôi âm thương trên thương treo một cổ thi thể không đầu tùy ý phô trương trắc 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 điện xà du tẩu lôi đình xuyên không mây đen nặng nề buông xuống bóng tối bao phủ nhân gian quan triều cát tọa lạc bên bờ cửu long giang nước mưa xiên xéo gột rửa cả tòa quan triều cát. Trên không trung ngàn trượng, một con một linh hạt to béo vỗ cánh, chống đỡ mưa gió ngập trời dưới mây đen áp thành. Nó lơ lửng trên quan triều cát. Ào, mưa to như trút nước, che khuất cả vòm trời. Bóng tối bức bách, ngột ngạt khó thở, chẳng khác nào đêm tối, mây đen mùa đông mang đến uy thế khủng khiếp hơn cả mưa hè, dán xuống toàn thành kim quang phủ một cảm giác áp bức nặng nề. Như thể trời đất nghiêng đổ, núi sông vỡ tan quan triều cát xe ngựa phi nhanh như bay bánh xe lăn tròn hất tung bọc nước không ngừng đánh vỡ vũng nước động vòng vèo qua bao nhiêu con đường trong thành cuối cùng xe ngựa cũng chậm rãi về đến quan triều cát dừng lại trước tòa lầu các tầm thường kia kẻ áo đen đeo mặt nạ sắt đen chậm rãi bước xuống xe ngựa đầu đội nón lá rộng vành che mưa gió nước mưa rơi trên nón bắn ra màn sương mờ ảo hắn gõ cửa cánh cửa hé mở một khe hẹp một bóng người áo đen từ trên nhìn xuống, dường như đang đánh giá hắn. Sau đó mới chịu mở cửa, để hắn bước vào trong. Bên trong phòng, người đeo mặt nạ sắc đen rảo bước đi, vừa đi vừa vận chuyển khí huyết, bốc hơi sạch sẽ nước mưa trên người. Hắn đến giữa phòng, bóng người đeo mặt nạ hoàng kim kia vẫn đang mãi miết xử lý công văn. Bỗng nhiên, bóng người đeo mặt nạ hoàng kim dừng động tác tay, ngẩng đầu nhìn chầm chầm vào người đeo mặt nạ sắc đen, lông mày hơi nhíu lại. Ngươi bị theo dõi, người đeo mặt nạ sắc đen sững người. Sao đại nhân lại nói vậy? Thần tính, thần kinh vấn tiên, của ta đang rung động dữ dội, chứng tỏ ngươi đã xảy ra chuyện, hoặc là, ngươi đã dẫn theo một mối nguy hiểm cực lớn trở về. Bóng người đeo mặt nạ hoàng kim đứng bật dậy từ sau bàn. Hai mắt trở nên vô cùng sắc bén. Nhưng mà, có thể khiến thần tính, thần kinh vấn tiên, của ta phải rung rẩy, Chứng tỏ thực lực của kẻ đến tuyệt đối không tầm thường. Bóng người đeo mặt nạ hoàng kim vung tay áo, khí thế bức người tỏa ra, trên người hắn ẩn chứa một luồng lực lượng mạnh mẽ và quỷ dị. Chỉ là một tòa thành nhỏ bé, vậy mà lại rắc rối thế này. Lúc trước thì nhiệm vụ thất bại, hai tên sát thủ cửu diệu bị giết, bây giờ ngươi lại bị theo dõi, thật sự là phiền phức, bóng người đeo mặt nạ hoàng kim thở dài. Nhiệm vụ của Liệp thần các trải rộng khắp nơi, tổng bộ cũng có yêu cầu rất cao đối với hắn. Nếu để nguyệt báo này truyền về tổng bộ, e rằng hắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Liệp thần Các cũng không phải vừa mới đặt chân đến Kim Quang phủ, Quan Triều Các chính là nơi bọn họ gây dựng thế lực, các chủ Quan Triều Các cũng là người của Liệp thần Các, được bồi dưỡng từ rất lâu rồi. Giờ đây tiếp quản Quan Triều Các là chuyện nước chảy thành sông. Đột nhiên, ánh mắt người đeo mặt nạ hoàng kim nheo lại, hắn nghiêng đầu, thân hình đã xuất hiện bên ngoài cửa. Rào rào rào, gió cùng gào thét mưa như đạn bắn, nước mưa rơi trên mặt nạ hoàng kim, từ từ trượt xuống. Hắn nhìn chầm chầm vào bầu trời xa xăm, nơi cuồng phong tàn phá bỗng xuất hiện một mặt trời lặng, dần dần chìm xuống, biến mất. Giữa trời đất dường như có luồng khí nóng rực cuồn cuộn lan tràn. Ý chí võ đạo lùi tàn, quán khí ngập trời có một vị đại tông sư đã bỏ mạng. Trong kim quan phủ, đại tông sư có thể lộ diện chỉ có một, tiết độc phu, người đeo mặt nạ hoàng kim trầm giọng nói mà người đeo mặt nạ sắt đen đi theo sau lưng hắn thì toàn thân run rẩy sao có thể như vậy tiết độc phu sao có thể ta vừa mới bàn bạc chuyện hợp tác với hắn hắn đồng ý ra giá tiếp tục ám sát vợ chồng lý triệt và trương nhã người đeo mặt nạ đen kinh hãi nói hắn mới vừa rời đi tiết độc phu đường đường là một đại tông sư lại bị người giết chết trong thành sự thật chính là như vậy đã có một vị đại tông sư bỏ mạng người đeo mặt nạ hoàng kim lắc đầu hắn tin tưởng vào cảm nhận của mình Tứ ngự bác tí ngục liên phẫn nộ, tam thái tử miếu quỷ dị, còn chưa mở ra miếu thần cộng minh mà đã có đại tông sư bỏ mạng, loạn tượng đã hiện. Đại cơ duyên ngay trước mắt, hỗn loạn cũng theo đó mà đến. Đại hội miếu thần cộng minh lần này, e rằng, sẽ vượt xa dự liệu trước đây, bóng người đeo mặt nạ hoàng kim dường như không hề ngạc nhiên. Xung quanh những thành lớn như thần đô, đạo thành, nếu có tứ ngự quỷ dị miếu mở ra quỷ dị miếu, cơ duyên xuất hiện cũng đồng nghĩa với những màn chém giết đẫm máu. Vì tranh giành cơ duyên của tứ ngự, ngay cả thần nguyên chân nhân bỏ mạng cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Nhưng mà, phải làm rõ chuyện này không liên quan đến Liệp thần các chúng ta, nếu không, tuy Tiết độc phu chỉ là một đại tông sư thần cương dưới trướng cơ ma lễ, nhưng cũng sẽ rước họa vào thân. Đừng có đi gánh tội thay cho người khác." Giọng nói lạnh nhạt phát ra từ miệng người đeo mặt nạ hoàng kim. Người đeo mặt nạ sắc đen chấp tay hành lễ cả người run rẩy. Người đeo mặt nạ hoàng kim lắc đầu, xoay người muốn đi về phía bàn, tiếp tục xử lý số công văn còn gian dở. Bỗng nhiên, bước chân hắn đột ngột dừng lại. Giây phút dẫm lên mặt gỗ. Âm thanh như tiếng trống lớn vang dội, lan ra khắp bốn phương tám hướng. Đôi mắt người đeo mặt nạ hoàng kim nheo lại, con ngươi dưới mặt nạ co rút. Thần tính trên người hắn bộc phát không thể kiểm soát, cuồn cuộn như cuồng phong hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía sân nhỏ xa xa nơi đó có một bức tượng gỗ theo cơn mưa rơi xuống đất không một tiếng động đó là một bức tượng quan âm ngồi trên đài sen từ mi thiện mục tay kết ấn quyết rơi xuống cùng với những hạt mưa đôi mắt người đeo mặt nạ hoàng kim co rút lông tơ toàn thân dựng đứng từng lỗ chân lông như đang phun ra hơi nóng một cảm giác kinh hoàng tột độ dâng lên trong lòng hắn từ khoảnh khắc chạm mắt với bức tượng gỗ quan âm kia đây là thứ gì thế này tại sao rõ ràng chỉ là một bức tượng gỗ vậy mà lại khiến hắn có cảm giác sợ hãi đến tột độ như vậy dường như muốn thiêu đốt núi sông nấu sôi biển cả dường như muốn hủy diệt mọi sinh linh nhưng nó chỉ là một bức tượng gỗ ngay sau đó khí huyết toàn thân người đeo mặt nạ hoàng kim sôi trục thần tính cuồng bạo một viên thần nguyên kim đang được bao bọc bởi thần tính bàn bạc lập tức xuất hiện vô số thần tính như hào quang vạn trượng tỏa ra từ sau lưng hắn người đeo mặt nạ đen kia gần như trong nháy mắt đã bị uy áp không thể chống cự của thần nguyên chân nhân đè bẹp xuống đất năm ngón tay hắn siết chặt không khí xung quanh như ngưng động bức tượng gỗ quan âm sắp rơi xuống đất kia bị hắn dùng thần tính cường đại phong tỏa đóng băng cả không khí xung quanh vô số giọt mưa ngưng tụ thành hình bàn tay muốn đỡ lấy bức tượng quan âm kia nhưng mà nặng quá nặng vô cùng tận bức tượng quan âm này nặng tựa núi thái sơn hắn không đỡ nổi bức tượng quan âm này bàn tay được tạo thành từ những giọt mưa vỡ tan như tấm gương bị đập nát sau đó bức tượng quan âm rơi xuống đất trong mắt người đeo mặt nạ hoàng kim bức tượng quan âm kia bắt đầu phình to vặn vẹo phồng lên nổ tung khuôn mặt hiền từ ôn hòa của quan âm trong nháy mắt trở nên dữ tợn sau đó vỡ tan ánh sáng ánh sáng chói lọi đến cực điểm bắn ra từ trong bức tượng Quan Âm, từng quân cờ được tạo thành từ thần tính, ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo và ồn ào, va và chạm vào nhau, tạo ra ánh sáng và sức nóng chói lòa, sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trong đó, khiến nguyên thần của người đeo mặt nạ hoàng kim như bị đóng băng, chạy mau. Một tiếng gầm vang lên. Người đeo mặt nạ hoàng kim dậm mạnh chân xuống. Thân hình còn chưa kịp lao ra. Vụ nổ đã xảy ra, tầm khi ánh sáng vô tận, sóng xung kích, luồng khí nóng rực hủy diệt mang theo thần tính cuồng bạo bộc phát, tiếng nổ chói tai mới vang lên. Như sấm sét trên chín tầng trời va chạm, giáng xuống trần gian, ánh sáng và sức nóng vô tận bộc phát trong chớp mắt, một quả cầu ánh sáng khổng lồ không ngừng khuếch trương, mặt đất vỡ vụn, trước quả cầu ánh sáng dường như đang chậm rãi nhưng lại cực kỳ nhanh chóng khuếch trương này, tất cả đều yếu ớt như tờ giấy. Vô số đá vụn bắn tung tóe, sau đó bị ánh sáng và sức nóng khủng khiếp thiêu rụi thành tro bụi, giữa cùng phong gào thét, tất cả đều bị nghiền nát, mặt đất như bị một cây búa khổng lồ từ trên trời giáng xuống đập trúng. Lõm xuống, rồi lại bằng phẳng, như sóng nước dâng trào, mặt đất trở thành mặt nước, yếu ớt vô cùng, trời đất đảo lộn, phần thiên chữ hải quanh. Ngọn lửa sáng rực bùng lên dữ dội, người đeo mặt nạ đen chỉ kịp xoay người, sau đó như nhìn thấy một mặt trời chói lọi đang bùng nổ trong mắt hắn lấp đầy tầm mắt, một vị đại tông sư bỏ mạng, ý chí võ đạo kiên cường bất khuất của hắn tràn ngập giữa trời đất, khiến vô số cường giả trong thành kim quan phủ dựng tóc gáy. Cho dù cơn mưa xối xả kia có gào thét dữ dội đến đâu, dường như cũng không thể gột rửa oán niệm ngập trời sau khi vị đại tông sư kia bỏ mạng. Đó là một vị đại tông sư đấy, ý chí võ đạo gần như ngưng tụ thành thực thể, có thể nghiền nát bất kỳ võ giả nào dưới cấp bậc đại tông sư, khiến khí huyết của bọn họ ngưng trệ, khó lưu thông, tạo ra uy áp cường đại như uy áp giữa các cấp bậc thần tính vậy mà một nhân vật như vậy lại bị người ta giết chết bị giết chết ngay trên đường phố thậm chí sau khi bị giết mọi người mới phát hiện ra thậm chí không ai chứng kiến được cảnh tượng chấn động đủ để ghi vào lịch sử thành kim quan phủ này một vị đại tông sư bị giết vèo 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 tiếng xé gió vang lên trong đống đổ nát từng bóng người nhanh chóng lao đến ánh mắt ai nấy đều vô cùng ngưng trọng các vị lão tổ thần tướng của bốn đại gia tộc còn có rất nhiều cao thủ hư tướng, tông sư, tất cả đều đứng im lặng bên cạnh hố sâu khổng lồ kia. Nhìn dòng máu nóng rực như dung nham trong hố sâu vẫn đang ăn mòn mặt đất. Sững sờ, ngây người. Thật sự đã chết một vị đại tông sư. Ánh mắt tầng địa không lóe lên tia sáng, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Là ai làm? Sắc mặt Hải gia lão tổ vô cùng nghiêm nghị, đáy mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Có thể giết chết đại tông sư? Vậy muốn giết những tên thần tướng như bọn họ chắc cũng dễ như trở bàn tay. Tần Địa Khôn bước vào trong đống đổ nát. Xèo xèo sức nóng vẫn chưa tan, ý chí võ đạo cường đại của vị đại tông sư kia vẫn đang bốc hơi, hắn đi đến một chỗ trong đống đổ nát, chậm rãi ngồi xuống, nhặt lên một mũi tên nóng rực. Xích viêm lưu hỏa toái tinh tiễn, đây là tuyệt kỹ của thần tiễn thủ Văn Long Sơn, Tần Địa Khôn chỉ cần cầm mũi tên, đã cảm nhận được chân khí khủng bố và thần tính hỗn loạn ẩn chứa bên trong như rắn độc muốn chui vào cơ thể hắn sắc mặt ông ta liên tục biến đổi. Là ai, thần tính ác độc như vậy, chân khí bá đạo như vậy, nhưng điều quan trọng nhất là người giết chết tiết độc phu, đường đường là một vị đại tông sư, lại là một tên tông sư, chân khí còn sót lại trên mũi tên đã chứng minh điều đó, tông sư giết đại tông sư sắc mặt tầng địa khôn trầm xuống, ánh mắt lóe lên, âm trầm đáng sợ. Thể phách như vậy, thân thể như vậy, tông sư giết đại tông sư không phải là chuyện chưa từng xảy ra, so với thần tướng giết thần nguyên thì dễ dàng hơn một chút. Bởi vì sự áp chế giữa các khí huyết võ giả không tuyệt đối như giữa các cấp bậc thần tính. Nhưng mà, đó cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Một tên tông sư, phải tôi luyện thân thể đến mức nào mới có thể đánh bại một tên đại tông sư sở hữu thần cương bá đạo, thân thể không chút tì vết chứ, khí đạt ba thước, cương phá ba trượng, điều này đủ để chứng minh sự chênh lệch giữa tông sư và đại tông sư, là ai, ta không biết, nhưng chắc hẳn mọi người có thể đoán ra được. Chư vị còn nhớ trận chiến giữa địa phủ thần hầu và Tiết Độc Phu cách đây không lâu chứ, không ít cao thủ nhìn nhau, trò chuyện. Bỗng nhiên, mấy vị cao thủ còn đang nhìn chằm chằm đống đổ nát trên mặt đất, trong lòng kinh hãi. Chỉ cảm thấy mặt đất bắt đầu rung chuyển kịch liệt, cơn mưa to trong thiên địa đều ngừng lại trong tích tắc, mọi người bỗng chốc như đứng trên thuyền, mặc cho thuyền lắc lư, lông tơ tầng địa không dựng đứng, hắn đột nhiên quay đầu. Mấy vị thần tướng lão tổ đều bay lên trời. Tiếp theo, bọn họ liền thấy được bóng tối bị mây đen che đậy hóa thành ba ngày rực rỡ, ánh sáng, vô tận ánh sáng, trong phút chốc từ một khu vực trong phủ thành bay lên, ánh sáng, âm thanh trong mắt mọi người đều bị ánh sáng rực rỡ như mặt trời thiêu đốt kia tước đoạt, chỉ còn lại vô tận hư vô cùng mờ mịt, hủy diệt, khí tức hủy diệt nồng đậm đến cực điểm, bỗng nhiên bộc phát trong kim quang phủ thành, đất nứt núi lở. Vô số phòng ốc trong toàn phủ thành đều đang lay động, tựa như gặp phải tai họa địa long. Xoay người mà điều này chỉ mới là bắt đầu. Phủ thành chủ. Rầm rầm rầm, mưa sa sen lẫn kình phong, cuồng phong gào thét, quỷ khóc sói tru, mưa to như mũi tên sắc bén, vạn mũi tên cùng rơi từ trên cao xuống, nhưng đều bị thân ảnh kia dùng trường thương trong tay gạt đi. Hắn ngồi ngay ngắn trên huyết vân, trên vai là một thi thể không đầu. Thân ảnh đeo mặt nạ thần hầu kia, hai tròng mắt chảy xuôi ngọn lửa màu vàng. Tiếng cười phóng đãng không kiềm chế được, khạch khạch khạch. Từ trong miệng hắn truyền ra. Toàn bộ phủ thành chủ tựa như lâm vào trong yên tĩnh như chết. Bên trong phủ thành chủ, Tiểu Vương gia Cơ Hải hội ở trong phòng nghiêm túc hàm dưỡng thần tính, lại cảm nhận được sự sao động cùng phi muộn trước nay chưa từng có. Hắn mở mắt ra, long thần tử đồng hơi lập lòe quang huy, giống như mặt kính phản chiếu lưu quang. Một bóng đen lặng yên hiện lên, trôi nổi ở phía sau Cơ Hải hội. Bẩm tiểu vương gia, đã xảy ra chuyện rồi. Tiết độc phu, hắn, đã chết. Lời nói trầm thấp của bóng đen khiến sắc mặt cơ hải hội trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Sao? Sao có thể như vậy? Chẳng phải tiết độc phu đến tầm thần các để tuyên bố nhiệm vụ hay sao? Vì sao lại chết? Thần nguyên chân nhân đến từ ảnh vệ hắc giáp, cả người như hòa vào trong bóng tối, không thấy rõ diện mạo. Hai tròng mắt lóe lên. Ngoài phủ, thần hầu gánh thi thể tiết độc phu là thần hầu địa phủ, hắn đã giết tiết độc phu. Vị thần nguyên chân nhân này chậm rãi mở miệng. Cơ Hải hội thân thể lay động, Tiết Độc Phu là một vị đại tông sư a, mặc dù chỉ mới bước vào thần cương đại tông sư. Nhưng một khi đã bước vào cảnh giới đại tông sư, liền hoàn toàn khác biệt, ngưng luyện ý chí võ đạo của bản thân, chiến lực quả thực mạnh đến đáng sợ. Cho dù là chém giết trong chiến trường, một vị đại tông sư có thể lấy một địch ngàn người tinh nhuệ, đây là hành động khiêu khích. Ảnh vệ chân nhân tha nhẹ, tiểu vương gia chắc là đã chọc giận người không nên chọc, nhưng cũng chưa chắc biết đâu là kẻ thù của vương gia, kẻ thù của bình loạn vương cơ ma lễ trải rộng thiên hạ, bởi vậy giận chó đánh mèo với cơ hải hội, tình huống như vậy cũng không phải là chưa từng có. Tiểu vương gia, mà tướng xin phép ra ngoài xem xét. Một giọng nói nhà nhạc phát ra từ miệng bóng đen. Có huyết vệ hắc giáp bảo vệ ngươi, sẽ không có việc gì. Cơ hải hội há to miệng. Trong lòng dâng lên nỗi áp lực. Tiết độc phu, một vị đại tông sư chết đi, rốt cuộc cũng khiến hắn cảm nhận được một tia hoảng sợ. Ảnh vệ chân nhân đã biến mất. Cánh cửa mở ra. Sáu vị huyết vệ hắt giáp nối đuôi nhau tiến vào, bảo vệ tiểu vương gia ở trung tâm. Bọn họ đều nắm chặt chui đao hẹp dài của trả mã đao đeo trên lưng. Nhưng mà! Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cơn chấn động đất trung núi chuyển ngập đến tiểu vương gia cơ hải hội ở trong phòng của mình nhìn thấy một đám mây hình nấm rực rỡ đến cực điểm chậm rãi bay lên giống như pháo hoa rực rỡ cực hạn chiếu rọi màn đêm đen kịt cửa phủ thành chủ tô hoài lý đang nghe truyện trên tv audio cv mặc nho phục bên cạnh là cao thủ thần vệ quân xuất hiện trước cửa phủ thành chủ nhìn chằm chằm vào thần hầu đang ngồi ngay ngắn trên huyết vân thần hầu ném mạnh một cái thi thể không đầu của tiết độc phu liền bay lên cao vẽ một đường vòng cung trên không trung rơi xuống mặt đất bọc nước bắn tung tóe cao tới hơn ba thước mùi máu tươi mãnh liệt mà lại kích thích tràn ngập không dứt con ngươi tô hoài lý co rút nhìn chằm chằm thi thể tiết độc phu nằm trên mặt đất lồng ngực kịch liệt phập phồng các cao thủ thần vệ quân cũng hai mặt nhìn nhau thần hầu nhẹ nhàng cười bảo tiểu vương gia cứ chờ đấy từng người một quanh đột nhiên một luồng thần tính cường đại đến cực điểm hội tụ nước mưa ngưng tụ thành một bàn tay lớn cực kỳ đáng sợ hung hăng đánh xuống Vi áp cấp bậc thần tính đáng sợ dường như khiến không gian và thời gian đều ngưng động. Vô số hạt mưa nổ tung thành bột phấn, nhưng mà... Thần hầu ngồi trên luồng khí huyết rực rỡ, lập tức lướt đi, hoàn toàn không để ý đến thần tính áp bách của thần nguyên chân nhân, trực tiếp lướt về phía xa. Ảnh vệ chân nhân lơ lửng trên không trung, cả người đều bị bao phủ trong bóng tối. Đôi mắt lạnh nhạt lướt qua màn mưa tầm tã đầy trời, nhìn thần hầu đang tự do hành động vị ảnh vệ chân nhân này tâm tình phức tạp tiết độc phu cũng là đồng liêu của hắn cùng nhau bảo vệ tiểu vương gia cơ hải hội nhưng mà bây giờ tiết độc phu đã chết hắn cũng có cảm giác thỏ chết cáo buồn thần hầu ngươi nói từng người một chẳng lẽ cũng bao gồm cả ta sao một tên thần nguyên một viên thần nguyên kim đang sáng chói từ sau lưng hắn chậm rãi bay lên tựa như trăng tròn lên cao giữa biển cả dưới lớp mặt nạ thần hầu hai con ngươi vàng ống lấp lánh đến cực hạn, không hề sợ hãi, cười nói, đó là điều đương nhiên. Lời nói vừa dứt. Thần hầu nắm chặt năm ngón tay, dưới lớp mặt nạ truyền đến tiếng cười khẽ. Bành, năm ngón tay của thần hầu như nụ hoa khép hờ, đặt bên cạnh mặt nạ, tiếp theo năm ngón tay xuề ra, trong miệng mô phỏng âm thanh của một vụ nổ. Ảnh vệ chân nhân giật mình, đồng tử co rút lại. Chỉ thấy, theo động tác như muốn kích nổ của thần hầu kết thúc, thần hầu trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà ở cuối chân trời một đóa hoa màu vàng rực rỡ hình nấm. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, sấm sét giữa trời quang, đó là cái gì? ầm ầm, chấn động, hủy diệt, bóng tối bị xua tan, cả vùng đất như được chiếu sáng như ba ngày, một đám mây hình nấm vô cùng to lớn chậm rãi bay lên, cao hơn trăm mét, tiếp theo là làn khói đặc cuồn cuộn nóng rực chìm xuống. Cả mặt đất như tấm thảm bị người ta hung hăng vũ mạnh, vô số tảng đá xanh nổ tung, bị chôn vùi. Phập phòng, kịch liệt phập phòng, mặt đất như sóng nước nhấp nhô, cả mặt đất trong nháy mắt sụp xuống, tiếp theo sóng xung tiếp ập đến như muốn cuốn trôi vạn vật, hung hăng đánh tới bốn phương tám hướng, cơn cuồng phong đáng sợ gào thét, sức nóng khủng khiếp lan tràn, các bụi, đá vụn bị cuốn theo, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, sóng xung tiếp hình tròn, khoái động sóng lớn màu trắng, cuốn theo bụi bặm và đất cát, ập đến bốn phương tám hướng. Vô số phòng ốc trung chuyển dữ dội, những căn nhà ở gần đó, trong nháy mắt đã bị sóng xung kích đánh sập, sức mạnh của 150 quân cờ thần tính sau khi bột phát thật sự quá mức khủng bố, cả quan triều cát, phản phất như trong nháy mắt sụp đổ, vô số lầu cát bị chôn vùi, vô số phòng ốc bị thiêu rụi, sóng xung kích đáng sợ mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, điên cuồng lan tràn, xé nát tất cả, đáng chết. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, nhưng lại không cách nào ác đi tiếng nổ kinh thiên động địa, tên ma mặt nạ hoàng kim kia ngay lập tức lựa chọn chạy trốn, hắn điên cuồng thúc giục thần nguyên kim đan thần tính cường đại trong cơ thể hắn được kích phát, tạo thành một lớp bảo vệ quanh người, ngăn cản sóng xung kích nóng rực đáng sợ. Nhưng mà, thần tính ẩn chứa trong đóa sen quan âm kia không chỉ có sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, mà còn có cả sự ăn mòn và phá hoại khủng khiếp do bức xạ thần tính mang lại, lớp bảo vệ màu vàng chỉ chống đỡ được chưa đến 3 giây đã xuất hiện vết nứt, sau đó vỡ tan, hắn không thể không nhanh chóng chạy trốn. Hắn lao ra khỏi lầu cát, quần áo trên người bốc cháy, xông vào biển lửa ngập trời giống như một viên đạn pháo, hung hăng bắn ra, rơi xuống dòng sông Cửu Long đang nổi sóng dữ dội do sóng xung kích, khiến cho nước sông bắn tung tóe cao hàng chục mét. Vô số dòng nước cuồn cuộn dâng trào, sóng lớn vỗ bờ, đá vụn bay tứ tung, bóng người đeo mặt nạ hoàng kim từ trong nước sông hiện ra, hắn chật vật ngồi xổm trên mặt sông. Chiếc mặt nạ hoàng kim của hắn đã bị nhiệt độ cao nóng rực làm cho tan chảy rất nhiều. Dưới lớp mặt nạ, hai con ngươi của hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm cảnh tượng hủy diệt trước mắt cho dù là thần nguyên chân nhân lúc này cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Quy lực của nó gần như sánh ngang với một kích toàn lực của thần nguyên chân nhân, chẳng khác nào thuộc pháp công kích diện rộng cấp bậc lục ti dưới cảnh giới thần nguyên, không chết cũng bị thương nặng. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Sức phá hoại của nó thật sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa, dưới tình huống không kịp đề phòng may mà hắn là thần nguyên chân nhân, thần tính cường đại vô cùng, có thể miễn cưỡng chống đỡ một lúc, bằng không cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng mà nội tình mà liệt thần các cây dựng ở Kim Quang Phủ E là đã bị hủy diệt hoàn toàn Quan triều các không còn nữa Là ai? Rốt cuộc là ai? Cơn giận dữ không hề che giấu bộc phát từ người hắn Các chủ liệt thần các ma mặt nạ hoàng kim Chưa bao giờ nghĩ tới Bản thân lại phải chịu đựng một đả kích nặng nề như vậy Rất nhanh Hắn đã nghĩ đến một khả năng Trước đó Hắn từng nhận được một số báo cáo liên quan đến pháo hoa hình nấm đây không phải là lần đầu tiên pháo hoa hình nấm xuất hiện. Địa phủ tên mang mặt nạ hoàng kim kia nghĩ tới một cái tên. Lạnh lẽo, tàn nhẫn, phẫn nộ, sát khí ngập trời. Đây là chiêu trò của địa phủ sao? Khói bụi mù mịt vẫn chưa tiêu tan. Đám mây hình nấm cao hơn trăm mét vẫn đang cuồn cuộn bốc lên, như một chiếc ô khổng lồ, muốn bao phủ cả kim quang phủ thành, thậm chí, ở khoảng cách mấy chục dặm, vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa này thần điêu lĩnh. Một cơn chấn động nhẹ truyền đến. Lục Diễm đang ngồi xếp bằng trong thần điêu lĩnh, đột nhiên cảm nhận được. Là một thần nguyên chân nhân, sau khi ngưng tụ thần nguyên kim đan, nguyên thần của hắn đã được tăng cường rất nhiều, giác quan cũng trở nên vô cùng nhạy bén. Chỉ một chút chấn động nhỏ cũng khiến hắn cảnh giác. Hắn bay lên trời. Cùng lúc đó, cơ quan đại sư đường Tam Giáp cũng từ thần điêu lĩnh bay lên. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Tiếp theo, bọn họ đồng thời nhìn về phía phủ thành. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy một đám mây hình nấm rực rỡ nở rộ trên nền trời đen kịch, sắc mặt lục diễm hơi thay đổi. Phủ thành chủ đã xảy ra chuyện lớn rồi, đường tam giác phút râu, áo bào trên người bay phấp phới, hai mắt sáng ngời. Nhìn pháo hoa hình nấm nở rộ rực rỡ. Khóe miệng hắn nhịn không được nhếch lên. Thật là một đóa hoa đẹp. Dưới pháo hoa, cả thế giới đều trở nên sạch sẽ. Thật đẹp. Đường Tam Giáp mơ hồ cảm thấy quen thuộc với đám mây hình nấm nở rộ trong phủ thành chủ. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên hình ảnh pho tượng Quan Âm huyết liên với khuôn mặt từ bi. Sau đó, khuôn mặt Quan Âm dần dần biến hóa, biến thành khuôn mặt mang theo nụ cười ôn hòa của Lý Triệt. Đường Tam Giáp không khỏi ngẩn người. Đốt núi nấu biển Quan Âm Liên chẳng lẽ, hắn đã thành công rồi sao? Kim Quang Phong vụ nổ cách kim quang phong không xa sóng xung kích hung hăng va chạm vào ngọn núi khiến cả ngọn núi rung chuyển lúc này hi hi đang luyện võ trên kim quang phong khi vụ nổ bùng lên hi hi lỗ tai khẽ động đạp 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 vọt tới ven lầu cát xuyên thấu qua màn mưa nhìn về phía phủ thành chủ liền nhìn thấy bên bờ cửu long giang có pháo hoa vô cùng to lớn nở rộ đôi mắt hi hi lập tức như bị bọt nước nhuộm đỏ qua wow, quả là một đóa pháo hoa hình nấm tuyệt đẹp tiểu mập mạp chu bồng cùng thiếu nữ cực đẹp vân nga cũng đi theo tới hai người cũng ngây ngốc nhìn đoá mây hình nấm nở rộ kia phủ thành lại xảy ra chuyện gì rồi bọn họ quả thật không biết xảy ra chuyện gì ngay cả hi hi cũng không biết vì sao ngu ngu sư phụ đột nhiên bắn pháo hoa trong nhận thức của hi hi chỉ có ngu ngu sư phụ mới có thể thả ra pháo hoa lớn như vậy đẹp mắt như vậy chắc chắn là có kẻ xấu bắt nạt ngu ngu sư phụ ngu ngu sư phụ sẽ không sai chính lôi phong Lý Thanh Sơn ngây người như phỏng nhìn đóa pháo hoa hình nấm đáng sợ nổ tung kia. Ánh sáng cực hạn, chiếu sáng cả tòa phủ thành, cho dù mưa bụi đầy trời rơi xuống cũng bị cuồng phong đảo ngược cuốn lên không trung, nổ tung thành hơi nước mông lung, hơi nước bốc hơi cuồn cuộn không ngừng, mẹ kiếp hồi lâu, Lý Thanh Sơn mới nghẹn ra một câu tức giận mắng. Chuyện thú vị như vậy hắn lại không đuổi kịp, vụ nổ này, không cần nghĩ, chắc chắn là Lý Triệt làm ra. Hắn không biết Lý Triệt làm như thế nào, nhưng vấn đề không lớn, chỉ biết là nếu lý triệt đã kích nổ thủ đoạn khủng bố như thế, khẳng định là có mục đích của hắn. liệt thần cát lý thanh sơn chắp tay, bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. hắn lấy ra một cái mặt nạ mèo che lên trên mặt, tăng thêm một chút cảm giác tham dự của bản thân. người treo chọc ai không tốt lại cứ phải treo chọc địa phủ của ta. vụ nổ kéo dài rất lâu, dư ba rốt cục triệt để tiêu tán, uy năng nổ tung không còn pháo hoa hình nấm chậm rãi tiêu tán, nhưng vẫn còn đó sương khói cực kỳ nồng đậm và phóng xạ thần tính kích động. Vị trí quan âm liên đạn nổ tung ở khu vực biên giới. Từng bóng người nhanh chóng hạ xuống. Trấn miếu ti tạ kính, khâm thiên giám giám chính, còn có nam ly hỏa, vương khổ vũ và những người khác. Từng người đứng sừng sững ở khu vực ven rìa. Bụi mù tràn ngập. Bọn họ nhìn thấy lực lượng thần tính táo bạo không ngừng đang xen trong phế tích sau đó bọn họ xuyên qua bụi mù phế tích nhìn thấy bóng người đứng trên mặt cửu long giang đang gào thét giận dữ thân ảnh kia đứng sừng sững trên mặt sông quần áo trên người rách nát có nhiều chỗ bị thiêu đốt thành từng mảnh rách mặt nạ hoàng kim trên mặt cũng bị tan chảy vặn vẹo rồi mới đông cứng lại trông vô cùng quá dị liệp thần cát kim diện các chủ tạ kính thầm chấn động nam ly hỏa vương khổ vũ đều nhận ra thân phận của người này liệt thần các là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ. Một số tình báo bọn họ cũng có chút ít hiểu biết. Liệt thần các ở mỗi đạo thành đều có phân các, các các chủ của phân các đều đeo mặt nạ hoàng kim để phân biệt thân phận. Giờ khắc này, Nam Ly Hỏa trong lòng vô cùng chấn động. Bởi vì hắn từng thuê ngưu ma mã diện của địa phủ đi ám sát Văn Long Sơn. Nói cách khác, địa phủ cũng đã bắt đầu nhận nhiệm vụ ám sát. Điểm này, rõ ràng là xung đột với liệt thần các về mặt nghiệp vụ. Hay cho một địa phủ cạnh tranh giữa các đồng nghiệp đã trở nên kịch liệt đến vậy sao? Địa phủ chẳng lẽ vì một chút vụn lợi từ nhiệm vụ ám sát mà dám trực tiếp diệt trừ phân các liệt thần các ở Kim Quang Phủ? Không chỉ Nam Ly Hỏa, tất cả mọi người khi nhìn thấy kim diện các chủ của liệt thần các, một vị thần nguyên chân nhân lại có thể chật vật như vậy. Trong lòng đều âm thầm chấn động mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Địa phủ và liệp thần cát thật sự là đã triệt để xé rách mặt mũi, trực tiếp hủy diệt toàn bộ nội tình của liệp thần cát ở Kim Quang Phủ. Một kiếp nổ tung này, e rằng liệp thần cát đã chết đến mức sạch sẽ, chỉ còn lại mỗi một vị các chủ này, Kim Quang Phủ. Từ nay về sau không còn liệp thần cát, một lời không hợp liền bắn pháo hoa, địa phủ thật sự quá mức ngông cuồng, địa phủ thật sự quá mức bá đạo, rắc rắc rắc, mưa to như trút nước, tựa như có dao long đang gào thét sau tầng mây, lôi công điện mẫu nổi giận dẫn động thiên lôi nở rộ một đóa pháo hoa hình nấm trên nhân gian giống như đang khiêu khích thiên uy khiến đan thiên nổi giận rút xuống cơn mưa tầm tã không ngừng à nước mưa cọ rửa không ngừng đánh lên mái ngói đen nước mưa rơi xuống nối liền thành chuỗi màn nước bên trong phủ thành chủ trong phòng tĩnh mịch đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy chỉ có khí tức bá đạo của hắc giáp huyết vệ nắm chặt trả mã đao không ngừng khuấy động khí huyết giao hòa tản ra khí thế ngột ngạt trên khuôn mặt no nớt của tiểu vương gia cơ hải hội hiện lên vẻ sợ hãi đó pháo hoa rực rỡ chói mắt kia vụ nổ kinh khủng cùng chấn động cho dù ở trong phủ thành chủ cũng có thể mơ hồ cảm nhận được sự đáng sợ của nó nếu như ở trong phủ thành chủ mà có một đóa pháo hoa như vậy hắn sẽ chết sao con người màu tím của tiểu vương gia cơ hải hội giống như mặt cương phản chiếu ánh sáng nỗi sợ hãi thấu xương lan tràn khắp người hắn cơ thể nhỏ bé của hắn không nhịn được mà run rẩy mặc dù hắn là thần đồng là dòng dõi của bình loạn vương trong cơ thể chảy dòng máu long thần và huyết mạch võ thánh nhưng khi thực sự đối mặt với cái chết cũng không khác gì người thường cũng sẽ sợ hãi cũng sẽ run rẩy cũng sẽ tuyệt vọng cái chết của một vị võ đạo đại tông sư đối với tiểu vương gia cơ hải hội mà nói là một sự đã kích rất lớn dù sao vị đại tông sư kia là do phụ vương phái đến bảo vệ hắn vậy mà lại bị người ta giết chết thủ đoạn bảo vệ hắn lại thiếu đi một phần hắc ảnh ảnh vệ chân nhân trở về liếc mắt nhìn tiểu vương gia nguyên thần chấn động tản ra thần tính bao phủ lấy cơ hải hội cảm xúc của cơ hải hội dần dần bình phục trở lại ảnh vệ gia gia là ta thất thố cơ hải hội có chút ấy nấy cúi đầu tiểu vương gia đây không phải lỗi của người người còn nhỏ chưa trải qua sóng gió con đường võ đạo ý chí là quan trọng nhất người cần phải vượt qua sợ hãi trấn áp sợ hãi chỉ có như vậy mới có thể tiến xa hơn trên con đường võ đạo còn về thần tính, người không cần phải lo lắng, có ta ở đây, cho dù đóa pháo hoa kia có nổ tung trong phủ thành chủ, ta cũng có thể bảo vệ người chu toàn. Ảnh vệ chân nhân nhẹ giọng nói. Nghe hắn trấn an, tiểu vương gia cơ hải hội mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, trong mắt hắn hiện lên một tia bi thương. Độc phu gia gia đã chết tâm trạng hắn có chút sa sút. Hắn có thể tưởng tượng được, nguyên nhân độc phu gia gia chết, chắc chắn có liên quan đến hắn ta đã bảo độc phu gia gia đi tìm liệt thần cát ám sát cha mẹ của lý noãn hy lần đầu tiên liệt thần cát ra tay thất bại bọn họ cố ý người đến để thương lượng xem có nên tiếp tục nhận nhiệm vụ hay không kết quả kết quả cuộc nói chuyện còn chưa kịp truyền về độc phu gia gia đã bị thần hầu đánh chết vị trí vụ nổ kinh khủng kia chắc chắn là tổng bộ của liệt thần cát ở kim quan phủ thành độc phu gia gia bị giết liệt thần cát bị diệt trong đôi mắt màu tím của cơ hải hội thần quan chớp động kịch liệt ảnh vệ gia gia, ngươi nói xem cha mẹ của Lý Noãn Hy này, chúng ta không thể động vào sao, ảnh vệ chân nhân nghe cơ hải hội phân tích, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. May mắn thay, tiểu vương gia không hoàn toàn giống long nữ vương phi, chỉ dựa vào bản năng mà hành động, không cần dùng não nếu thật sự như vậy, vậy thì thật sự là quá tệ. May mà, huyết mạch của vương gia đủ mạnh mẽ, địa phủ chắc hẳn cũng giống như liệp thần cát, là một tổ chức sát thủ, ngưu ma, mãi diện và thần hầu đều là thành viên của tổ chức sát thủ này lần trước nam ly hỏa phái người đi ám sát văn long sơn thần tiễn hiệu ý của thần vệ quân người phụ trách tiếp ứng đội xe của người chính là thuê ngu ma mãi diện lần đầu tiên ngu ma xuất hiện là ở phi lôi thành nhà lý triệt chắc hẳn có tiếp xúc với địa phủ cho nên mới có thể thuê sát thủ của địa phủ cũng giống như nam ly hỏa lý thanh sơn ảnh vệ chân nhân thản nhiên nói hắn đã nhìn thấu bản chất của địa phủ thần hầu của địa phủ, tại sao lại nhất quyết phải giết chết độc phu gia gia, tiểu vương gia cơ hải hội hít sâu một hơi, hỏi. Tại sao lại phải chấp nhất giết chết một vị đại tông sư cực kỳ khó giết? Khí tức trên người ảnh vệ chân nhân bỗng nhiên dân trào, nhớ tới những lời nói ngông cuồng của thần hầu trước phủ thành chủ. Nói muốn cho bọn họ từng người từng người một chết đi cuồng đồ, sát khí trên người ảnh vệ chân nhân cuồn cuộn, uy áp của thần nguyên chân nhân không ngừng khuếch tán. Tiểu vương gia, nhiệm vụ mà địa phủ tiếp nhận chắc chắn không chỉ là giết chết tiết độc phu mục tiêu của địa phủ cũng giống như liệt thần cát đều là người chỉ là liệt thần cát không điên cuồng như địa phủ một thế lực muốn nhanh chóng nổi danh muốn tranh giành sự chú ý hành động không hề có pháp bá đạo ngang ngược địa phủ muốn cho người cảm nhận được nỗi sợ hãi khi những người bên cạnh lần lượt bị giết chết giả dối độc ác ngông cuồng chẳng qua chỉ là một đám cuồng đồ mà thôi ảnh vệ chân nhân thản nhiên nói tiểu vương da nheo mắt lại nghĩ đến hình ảnh như vậy trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo địa phủ không dám ném pháo hoa vào phủ thành chủ một khi đã tấn công phủ thành chủ đó chính là đại nghịch bất đạo đến lúc đó trấn miếu ti khâm thiên giám thần vệ quân đều sẽ liên hợp lại cho dù là thần tông cũng phải lên tiếng địa phủ chẳng khác nào lấy sức một mình muốn đối đầu với toàn bộ thế lực của phủ thành phủ thành chủ là nơi làm việc của mệnh quan triều đình đại diện cho thể diện của triều đình ảnh vệ chân nhân nhẹ giọng nói ngoại trừ việc không thể dùng quả bom sét đánh kia giết chết người còn một nguyên nhân khác chính là địa phủ không muốn trở mặt với triều đình tiểu vương gia nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu cẩn thận suy tư tiểu vương gia yên tâm tiết độc phu chắc hẳn là bị mai phục bị ám toán ta phát hiện trên thi thể của lão có rất nhiều vết thương khác nhau chắc hẳn là bị người ta cố ý đánh chết chỉ có thể nói tiết độc phu quá mức bất cẩn cho rằng đột phá đến đại tông sư là có thể vô địch thiên hạ. Ảnh vệ chân nhân an ủi tiểu vương gia. Tiết độc phu chỉ là vừa mới ngưng tụ thần cương, bước vào cảnh giới đại tông sư, cảnh giới đại tông sư chia làm ba bậc thang trời, mỗi một bước đều gian nan, thần cương đại tông sư chỉ là cảnh giới thấp nhất của đại tông sư. Sau khi bước vào thần cương đại tông sư, cần dùng thần cương tôi luyện thân thể, đã thông 360 huyệt đạo trên cơ thể, có thể dùng ý chí võ đạo dẫn dắt thiên địa linh khí, đã thông thần khiếu tu luyện đến cảnh giới cao nhất, lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất, mới xem như là bước vào cảnh giới thứ hai của đại tông sư, thiên nhân hợp nhất đại tông sư. Ảnh vệ chân nhân phổ cập kiến thức liên quan đến đại tông sư cho tiểu vương gia. Tiểu vương gia mơ hồ từng nghe nói qua, lúc này nghiêm túc lắng nghe những lời giải thích về cảnh giới đại tông sư. Sau khi bước vào cảnh giới thứ hai của đại tông sư, mới có tư cách xung kích cảnh giới thứ ba của đại tông sư Tam Hoa tụ đỉnh, ảnh vệ chân nhân nhẹ giọng nói: Tam hoa tụ đỉnh tiểu vương gia chỉ cảm thấy bên tai ông một tiếng, cả người chấn động. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, mới có một tia hy vọng, trở thành võ thánh đương thời, võ thánh đương thời, tiểu vương gia cơ hải hội tâm thần hắn nghĩ tới phụ vương, ngài chỉ lặng lặng đứng đó, đã toát ra khí phách hừng hực như có thể một mình áp đảo mười vạn đại quân. Ta nhất định phải trở thành võ thánh, trở thành người giống như phụ vương, ta nhất định phải phóng đại pháo hoa thật lớn, giống như ngu ngu sư phụ, Tiểu Hi Hi nghiêm túc nói với Vân Nga tỷ tỷ bên cạnh. Vân Nga không khỏi bật cười, tuy rằng nàng thừa nhận lúc Hi Hi bắn pháo hoa rất oai phong nhưng pháo hoa lớn như vậy, quả thực có chút khoa trương. Vân Nga xuất thân từ thế gia ngàn năm ở Đạo Thành, kiến thức rộng rãi, nhưng hôm nay nhìn thấy đám mây hình nấm cùng pháo hoa, vẫn không khỏi kinh hãi. Đất rung núi chuyển, quy năng khủng bố như thiêu đốt núi non, đun sôi biển cả, cho dù là thần nguyên chân nhân cũng không dám tùy tiện hứng chịu một kích như vậy chứ, đây là cơ quan thuật của đường thị sao, trong đầu Vân Nga không khỏi hiện lên ý nghĩ như vậy. Khó trách, khó trách triều đình muốn diệt trừ đường thị, nắm giữ lực lượng hủy diệt khủng bố như thế, đối với triều đình mà nói, quả thực là mối lo ngại lớn trong lòng. Một đám tiểu hài tử mặt yếm đỏ, buộc tóc của tỏi, thách giải lụa đỏ túng tụng bên lan can, nhìn đám mây hình nấm đang dần tan đi. Chúng ríu riết thảo luận không ngớt. Trương Thanh Chính và Chúc Hồng Đậu hai vị trưởng lão đi ra, lùa đám tiểu quỷ đang xem náo nhiệt trở về đại điện vừa về tới đại điện lữ xích đã vội vã chạy tới hi hi mẫu thân của con gặp chuyện rồi lời nói của lữ xích khiến hi hi giật mình sắc mặt ngay sau đó trở nên trắng bệch mẫu thân ta làm sao vậy có thích khách ám sát mẫu thân con bất quá đã bị ta giải quyết rồi lữ xích cười nói hi hi nghe vậy lúc này mới thở vào nhẹ nhõm vừa rồi nàng thật sự bị dọa sợ mẫu thân mà xảy ra chuyện nàng biết phải làm sao đây hi hi nghe vậy lập tức quay đầu chạy đi tìm tang quan âm sư tỷ âm âm sư tỷ mẫu thân hi hi gặp chuyện rồi hi hi muốn về nhà xem một chút hi hi nắm lấy tay tang quan âm liên tục lay động tang quan âm nghe vậy ôm nhu xoa đầu hi hi sau đó nhìn về phía trương thanh chính trưởng lão để ta đi cùng một chuyến chúc hồng đậu bước tới nói vì vậy, chúc hồng đậu bế hi hi lên, cùng tan quan âm rời khỏi kim quan phong, nhanh chóng bay về phía chính lôi phong. Khi hi hi trở lại chính lôi phong, đi tới đỉnh núi, nàng nhìn thấy mẫu thân trương nhã đang trò chuyện với một bà bà. Qua, hi hi khóc lớn, chạy tới trước mặt trương nhã, lo lắng quan sát. Sau khi xác định trương nhã không sao, nàng mới nhào vào lòng mẫu thân. Không sao, không sao, hi hi ngoan, đừng khóc, mẫu thân không sao ánh mắt Trương nhã dịu dàng nhẹ nhàng vỗ về con gái thần đồng sở dĩ được gọi là thần đồng không chỉ bởi vì thiên phú hơn người mà còn bởi vì sự thông minh sáng dạ chúng thường trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi phụ thân đâu phụ thân có sao không hi hi ngẩng đầu đôi mắt ngấn lệ tò mò hỏi Trương nhã lau đi dọc nước mắt còn động trên khóe mắt cho hi hi ôn nhu nói không sao đâu Phụ thân con rất lợi hại, sẽ không có việc gì." Hi hi nghe vậy, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Nhưng nàng vẫn bám chặt lấy Trương Nhã không buông, giống như chỉ cần buông tay, mẫu thân sẽ biến mất. Kim Quang phủ, hẻm hoa. Bên trong một xưởng chế tạo độc lập. Mưa như trút nước. Cơn mưa xối xả khiến sân ngập nước, những hạt mưa rơi xuống tạo thành vô số gợn sóng lan tỏa, va chạm vào nhau. Lý Triệt trở về phòng. Hắn ngồi xuống ghế, thở phào một hơi. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng lại trận tự chiến với Tiết Độc Phu, vị đại tông sư kia, trận chiến đó, có thể nói hắn đã dốc hết toàn lực, tính toán kỹ lưỡng, liên tiếp tung ra các chiêu thức sát phạt, cuối cùng cũng chém giết được Tiết Độc Phu, một đại tông sư thần cương, phải nói, việc này thật không dễ dàng. Đại tông sư thần cương rèn luyện ngũ tạng lục phủ đến mức viên mãn, không chút sơ hở, thân thể vô song, ngưng tụ ra thần cương, lĩnh ngộ được ý chí võ đạo sắc bén vô cùng, sức bền bị đó thật đáng sợ, ta dùng thất tình thần cơ đồng thời bắn ra một mũi tên, hạn chế tu vi thần tính của tiết độc phu, khiến hắn chỉ có thể dựa vào tu vi võ đạo để chống lại ta, sau đó ta lại mượn quân cờ thần tính của Hoàng Kim Thiên Vương Miếu Thần, dùng uy áp của Miếu Thần để áp chế hắn, khiến hắn suy yếu nghiêm. Trọng, cuối cùng tiết độc phu đành phải căm hận nuốt hận. Lý Triệt mở mắt, trong mắt lóe lên tinh quang sắc bén, trận chiến đó, tuy rằng hắn không tìm được càng khô ngọc của tiết độc phu, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, đầu tiên là câu được một vị đại tông sư làm thần tướng, tuy rằng không thể phát huy được toàn bộ thực lực khi còn sống của Tiết Độc Phu, nhưng cũng có thể phát huy được 7, 8 phần, tiếp theo chính là thu hoạch từ trận chiến. Trận chiến, từ trước đến nay luôn là thứ kích thích sự trưởng thành của con người nhất, đặc biệt là đối với Lý Triệt, người sở hữu Long Tượng Kim Cương, đạo quả vô song giúp tăng lên thiên phú võ đạo, không sai, Lý Triệt tạm thời có thể coi là một thiên tài võ đạo. Hắn lấy ra một cái bình ngọc đổ ra một viên thất nguyên võ đan. Ùm ngụp. Giống như một tảng đá lớn được ném vào hồ, phát ra tiếng vang trầm đục. Viên đan dược rơi vào trong dạ dày, bị thành dạ dày cường kiện nghiền nát, dược tính mạnh mẽ bộc phát, điên cuồng lan tỏa khắp cơ thể, bắt đầu từ dạ dày, được khí huyết thúc đẩy, chảy vào tứ chi bách hài, hắn nhắm mắt tĩnh tâm, cảm nhận dư vị khí huyết sôi trào sau trận chiến. Mượn cơ hội này rèn luyện ngũ tạng lục phủ, nếu nói cảnh giới trước khi đột phá tông sư là rèn luyện bên ngoài, thì sau khi đạt đến tông sư cảnh, ngoài việc rèn luyện thân thể, còn có thêm rèn luyện nội tạng, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, khiến chúng trở nên cứng cỏi như tinh thiết. Sau khi đột phá đại tông sư, da thịt, cân cốt, ngũ tạng lục phủ đều trở nên cực kỳ cứng cỏi, không chút sơ hở, cứng cỏi như thần binh lợi khí, ầm ầm, cơ thể lý triệt nóng rực, giống như một khối sắt nung đỏ, hơi nước bốc lên nghi ngút. Nhiệt độ trong toàn bộ tiểu viện tăng lên nhanh chóng, một trận đại chiến khiến lý triệt tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, Ngũ Tạng Lục Phủ cũng được rèn luyện mạnh mẽ, vô số chân ý võ học tu luyện được giống như giao long uống lượng, cọ rửa, va chạm. Tôi luyện ngũ tạng lục phủ của hắn. Thương Lôi thân, bát giao phiên giang, xích viêm lưu hỏa thần tiễn, thiên thủ thần điêu ngoại trừ lữ huyền kiếm kinh, cơ quan cửu ấn và kim hành hổ bào thương mới có được gần đây mới chỉ tu luyện đến đại thành, chưa bước vào cấp bậc đại sư. Ngưng tụ ra chân ý thì bốn môn còn lại đều được lý triệt tu luyện đến cảnh giới đại sư. Ngưng tụ ra chân ý, đương nhiên ba môn võ học của võ thánh là vạn hóa long tượng hổ nguyên tề thiên côn thiên sơn độc hành đao lý triệt vẫn chưa thể nào lĩnh ngộ đến cảnh giới đại sư dù sao đó cũng là võ học của võ thánh độ khó cao hơn rất nhiều so với võ học của tông sư bình thường còn đại mạc cô yên đao của tiết độc phu bởi vì hắn đã đột phá đại tông sư nên nó cũng là võ học của đại tông sư uy lực đương nhiên mạnh hơn một chút chân ý va chạm vào tim gan lá lách phổi thận khiến ngũ tạng của hắn rung động dữ dội lục phủ cũng không ngừng keo vang giống như có long tượng đang gào thét bên trong khí huyết bốc lên như khói ngưng tụ thành hình rồng hình voi quanh người hắn lý triệt đột nhiên mở mắt trong mắt như có hai ngọn lửa đang cháy hừng hực hắn nắm chặt tay luồng khí trong phòng bỗng chốc bị bóp nát ánh mắt hắn lóe lên đạo quả long tượng kim cương le vờ bốn hai mươi phần trăm sau khi chém giết tiết độc phu một đại tông sư thần cương Độ thành thục của Long Tượng Kim Cương đã tăng từ 5% lên 20%, một lần tăng 15%. Phải nói rằng, khi đạo quả đã đạt đến cấp độ level 4, tốc độ tăng lên sẽ rất chậm. Tuy nhiên, thu hoạch sau khi đánh chết một đại tông sư là vô cùng phong phú. Đây mới chính là thu hoạch lớn nhất của Lý Triệt, trong lồng ngực, Long Tượng Kim Cương như đang gầm rú, bên tai Lý Triệt vang lên tiếng nổ ầm ầm, đầu óc hắn bỗng chốc trở nên minh mẫn, giống như được thần linh chỉ điểm, vào giờ phút này hắn như bước vào một trạng thái kỳ diệu, ngộ tính võ đạo của hắn lại tăng lên cảm giác này giống như lúc long tượng kim cương lột xác, tiếng giai lên level lê 4, Lý Triệt lao ra ngoài, thân thể đỏ rực như sắc nung, bắt đầu luyện võ, mưa to như trút nước, những giọt mưa rơi xuống người hắn, phát ra tiếng xèo xèo, hơi nóng bốc lên nghi ngút, tu luyện võ công có thể tăng độ thành thục của đạo quả, nhưng độ thành thục của đạo quả tăng lên cũng có thể giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của Lý Triệt, hắn nắm chặt tay, một thanh thần binh rơi vào tay, chính là lữ huyền băng dương kiếm bảo kiếm cấp thất nguyên thượng phẩm mà hắn lấy được từ tay từ cửu khanh hắn tu luyện lữ huyền kiếm kinh một môn tuyệt học của tông sư cảnh kiếm quan chớp động tiếng kiếm ngân vang vọng khắp tiểu viện kiếm ý tự sinh ánh bạc chói lọi lữ huyền kiếm kinh đạt đến cảnh giới đại sư mắt lý triệt sáng rực mi tâm nứt ra trích tinh đồng cũng tỏa sáng rực rỡ hổ báo lôi âm liệt kim thương xuất hiện trong tay đối với thương pháp lý triệt có rất nhiều lý giải mỗi lần ra tay đều giống như mảnh hổ gầm thét một luồng kim quan sắc bén bắn ra từ mũi thương đó chính là kim hành chi lực trong ngũ hành là một loại lực lượng của trời đất kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh tương khắc võ học của ngũ đại bang phái ở phủ thành đều là võ học thuộc tính ngũ hành với ngộ tính hiện tại của lý triệt việc lĩnh ngộ kim hành chi lực không phải là chuyện khó xoẹt một thương đâm ra giống như mảnh hổ vồ mồi không khí nổ tung tạo thành một khoảng chân không những luồng khí hỗn loạn tản ra xung quanh kim hành hổ bào thương đạt đến cảnh giới đại sư nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha